đồn cũ châu Âu, Mr. Tâm xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các bác là bộ ba đồng hồ treo tương đến từ một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Pháp, là thương hiệu Odo. Thương hiệu Odo này thì ở thời điểm hiện tại có những chiếc đồng hồ lên tới hàng trăm triệu, rất giá trị các bác. Và trong bộ ba đồng hồ treo tường ngày hôm nay em giới thiệu với các bác sẽ có một chiếc đồng hồ Odo, một gông đồng. Mẫu này rất là đặc biệt, ở sở hữu cho mình là một gông đồng quả lắc mạ rơm to ngứng, âm thanh rất là hay các bác, rất là cổ điển. Và mẫu thứ hai là mẫu đồng hồ Odo ông tây đánh chuông. Mẫu này đặc biệt của nó là cái phần ông tây đánh chuông này nó sẽ gõ thẳng vào quả chuông ở đây, và chiếc gông đồng này sẽ tạo độ ngưng cho quả chuông này. Và mẫu Odo cuối cùng là mẫu Odo Westminster, sở hữu cho mình là 5 gông đồng, một bài nhạc của Westminster. Nhìn chung thì cả ba chiếc đồng hồ này đều sở hữu cho mình những nét đẹp riêng, những nét độc đáo riêng. Và mẫu Odo một gông đầu tiên, đây các bác, mẫu này là mẫu Odo 24, sản xuất năm 1970, made in France tại Pháp. Với kích thước tổng thể với chiều cao là 54,3 cm, bề ngang là 39,6 cm, bề dày là 16,5 cm. Về bóc chiếc đồng hồ sổ cho mình bộ máy chính hãng Odo 24, hoạt động bắt lắc chạy tuần lên dây, sổ cho mình là 2 lỗ, một công đồng, 30 phút điểm chuông một lần. Trên máy có đóng đầy đủ số series, số dòng 24. Một chiếc đồng hồ Odo một gông này ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là 4.500.000. Phần ngoại thất long lanh của chiếc đồng hồ này, đây các bác, đây, được thiết kế với kiểu dáng rất là duyên dáng. Đây, đây các bác, phần mặt tiền này thì được trang trí bằng hai cái đường đục đẽo dài ở hai bên, đây, đặt đối xứng với nhau tạo sự cân bằng cho phần ngoại thất. Phía trên đây được đục đẽo thủ công bằng tay, hình hoa văn được lấy cảm hứng từ loài hoa anh túc, một loài hoa rất là ý nghĩa với người dân châu Âu, đại diện cho cái đẹp, sự lôi cuốn. Mặt số và phần kính để thấy được quả lắc bên trong này là phần kính được chán gương, đây, hoa văn được chán gương. Và cái hoa văn được chán gương này nó sẽ tô điểm cho quả lắc, đây các bác, được dập dét mạ rơm. Và khi các bác nhìn vào trực diện vào chiếc đồng hồ này thì cái phần quả lắc này có những đường dập cạnh như thế này, nó giống như là một viên kim cương đang hoạt động bên trong chiếc đồng hồ này, rất là đặc biệt các bác. Và phần nội thất bên trong của chiếc đồng hồ này, đây các bác, đây nội thất bên trong của chiếc đồng hồ. Đầu tiên là phần mặt số của chiếc đồng hồ này. Đây, mặt số là mặt số hình chữ nhật, đây với phần viền, đây bác, phần viền kim loại mạ bạc, mặt số bạc, đây, rất là giá trị các bác, đây, với 12 chữ số học cho ở đây, trong chữ thương hiệu Odo sẽ nằm ở ngay giữa này, đây, và ở đây là tên của vị chủ sở hữu và vùng của vị chủ sở hữu này. Ở ngay phía dưới số 6 này sẽ có dòng chữ là Made in France, kim là kim Odo. Đây các bác, quả lắc bez được nhập cạnh, đúng một viên kim cương, một viên pha lê rất là đẹp, được mạ rơm các bác. Đây là chiếc chìa khóa của chiếc đồng hồ này. Và bây giờ thì em sẽ cho các bác nghe tiếng chuông của chiếc đồng hồ này. Đây các bác. Phần âm thanh của nó nghe rất là ấm các bác, đồng đồng. Một chiếc đồng hồ Odo 24 một gông. Và tiếp theo thì em sẽ đến với mẫu đồng hồ Odo ông tây đánh chuông. Mẫu này thì
thì với kích thước tổng thể với chiều cao là 37 cm, bề ngang là 28,3 cm, bề dày là 12 cm. Với bóc chiếc đồng hồ sổ cho mình bộ máy chính hãng Odo 1277, hai lỗ, hoạt động ba lăng chạy tuần lên dây. Sở hữu cho mình là một chiếc chuông được làm bằng chất liệu đồng và một chiếc gông đồng để nửa tiếng để chuông một lần. Và chiếc đồng hồ này ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là 5 triệu. Này các bác, một chiếc đồng hồ Odo ông Tây đánh chuông. Sở hữu cho mình một phần ngoại thất cũng khá là bắt mắt với hai tông màu gỗ các bác. Đây, hai tông màu gỗ. Phần bên phim bên đây, đây sẽ là tông màu gỗ đậm. Ở phía bên trong đây là tông màu gỗ lợt. Một cái tông màu gỗ lợt này sẽ làm nổi bật những cái đường vân gỗ tự nhiên của nó. Bác chạm tay vào để cảm nhận những đường vân gỗ này. Đây các bác, rất nổi bật. Đây các bác, rất nổi bật ở chiếc đồng hồ này chính là phần kính để thấy được ông Tây đánh chuông, mô phỏng lại ông Tây đánh chuông. Và đây phần mặt số tròn với mặt kính là mặt kính mo zin nguyên bản, niên là niên đồng. Mặt số này thì với là 12, xin lỗi các bác, trên mặt số này thì trang bị là 3, 6, 9, 12 là những chữ số La Mã, còn lại được thể hiện những được gạch mạ vàng nổi bật trên cái nền trắng. Đây cái nền trắng này là nền trắng mo các bác, nó là mo các bác. Đây, rất là giá trị, dòng chữ thương hiệu Odo sẽ nằm ở đây. Bây giờ em sẽ cho các bác nghe tiếng chuông và em sẽ mở trực tiếp cái cửa này ra để các bác xem được cục máy bên trong. Đây các bác, nửa tiếng. Sẽ mở cánh cửa này ra và quay kim bác xem cái quá trình hoạt động của nó khi mà điểm chuông. Đây, rất là hay các bác. Đây các bác, đây đây phía bên trong đây là một chiếc gông đồng và đây là chiếc chìa khóa. Đây các bác, đây là bộ máy của chiếc đồng hồ này. Đây, chiếc máy là có dòng chữ là 1277, đây là số series máy và made in France. Phía trên đây chính là cái mô phỏng để ông Tây đánh chuông các bác. Đây, đó, đây chiếc búa để gõ vào gông. Đây, khi mà nó hoạt động. Các bác, em sẽ mở cánh cửa đi ra và quay trực tiếp cho các bác xem. Đây các bác. Đây, bây giờ em sẽ quay kim tới phút thứ 30. Đó. Khi mà chiếc búa gõ vào chuông sẽ kêu một cái beng. Đây các bạn. Đây khi đóng cửa lại. Âm thanh sẽ khác thì các bác, cái độ ngưng của chiếc gông đồng sẽ tạo độ vang, nó mô phỏng lại cái âm thanh ngưng giống như những chiếc nhà, những chiếc chuông nhà thờ. Và tiếp theo là mẫu đồng hồ Odo 5 gông, một bài nhạc Westminster. Mẫu này thì với kích thước tổng thể với chiều cao là 64,5 cm, bề ngang là 35 cm, bề dày là 13,2 cm. Với móc chiếc đồng hồ sổ cho mình bộ máy chính hãng Odo, ba lỗ, hoạt động ba lắc chạy tuần lên dây. Sổ cho mình là 5 gông, một bài nhạc Westminster. Mẫu này thì ở cửa hàng chúng em đang được bán với mức giá là 7.600.000. Đây các bác, với phần đặc biệt của chiếc đồng hồ này nó sẽ nằm ở ngay cái phần mặt tiền này các bác. Đây, phần mặt tiền này sẽ với phần vỏ gỗ, đây nhìn rất là mịn màng. Đây, và ở đây được thiết kế là hai hình hoa văn được đúc đẽo thủ công bằng tay, nằm ở phần trên và phần dưới để sạc tạo ra sự cân bằng cho phần vỏ gỗ này. Đây.
thiết kế rất là đặc biệt. Ghi sở hữu cho mình là một cái mặt kính này, nó dài từ mặt số đến quả lắc. Và phần quả lắc này được trang bị một cái hoa văn để nó điểm họa cho phần quả lắc đàn bên trong. Và ở mẫu này thì ở cái thiết kế là hàng Odo này. Này, cái hãng Odo này thiết kế ra chiếc đồng hồ này với cái phần mặt kính như thế này thì họ thể hiện được cái sự uy lực, uy quyền của thương hiệu Odo. Này, với 12 chữ số La Mã. Ở đây, đây các bác, đây mặt số viền, một viền đồng rất là đẹp. Và khi các bác nhìn vào chiếc đồng hồ này, em chắc chắn luôn với các bác thì cái thương hiệu Odo được đặt ngay trên những cái hoa văn này chính là sự thể hiện. Đây, thể hiện cái thương hiệu này, các bác nhìn vào này, điểm gây chú ý nhất chính là dòng chữ thương hiệu Odo Westminster. Đây, em sẽ mở bên trong cho các bác xem. Đây các bác, này, 5 chiếc gông đồng, mặt số tròn, 12 chữ số La Mã. Bây giờ em sẽ cho các bác nghe tiếng chuông. Âm thanh rất hay các bác. Và ở đây, đây phần mặt số rất là đẹp. Và chính cái phần viền của hoa văn này nó có xảy ra những vết thời gian. Và cửa hàng chúng em sẽ luôn luôn giữ nguyên những cái giá trị này để đảm bảo được giá trị nguyên bản cho các bác. Và với cả 3 mức giá em vừa thông báo các bác thì ở cửa hàng chúng em sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời bảo hành 2 năm về móc tại cửa hàng cho các bác. Và các bác nào quan tâm và muốn sở hữu ngay một trong 3 chiếc đồng hồ này thì hãy liên hệ ngay về số online 0909 25303 hoặc 0909 25303, hoặc các bác đến ngay địa chỉ này là số 280C Phạm Thiện, phường 3, quận 8 để xem trực tiếp một trong 3 chiếc đồng hồ này. Và cảm ơn các bác đã xem video, nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh nói chuyện được làm thêm nhiều hơn xem. Cảm ơn các bác.